niềm vui chào đón mùa xuân Mậu Tuất đang đến với cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại, tại cộng đoàn thân thương của chúng ta giáo xứ Cecilia và cộng đoàn thánh Phêrô Thurston. Xin quý ông bà và anh chị em cùng với quý cha trên cung thánh chúng ta chào đón Đức Tân Giám Mục, Đức Cha Phụ Tá Thomas Nguyễn Thái Thành. Cảm ơn cha Bảo và cảm ơn các cha và toàn thể quý vị đã đón chào tôi vào trong thánh đường giáo xứ Saint Cecilia ở đây trong cái dịp tất niên để đón chào mùa xuân mới. Thành ra thành thật cảm ơn quý vị, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người chúng ta tham dự thánh lễ để được tràn đầy lòng ơn thánh của Chúa cho chúng ta qua một năm mới tràn đầy bình an và ơn Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta tụ họp nơi đây nhìn về năm cũ, xin Chúa cảm tạ Chúa tất cả những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta, và rồi bước về năm mới, xin Chúa cũng chúc phúc lành để cho tâm hồn của mỗi người chúng ta được an bình, gia đình được hòa thuận thương yêu nhau, và cộng đoàn trở thành cộng đoàn đức tin đem ánh sáng Chúa Kitô cho những người xung quanh. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta đến trước mặt Thiên Chúa, xin Chúa thứ tha tất cả những lỗi lầm của chúng ta đã phạm trong quá khứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Bye.
Lời Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa